Em xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn đến với shop Lăn Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phim buổi tối ngày cuối tuần chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và một cuối tuần hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ạ. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377 ạ. Các bác đặt hàng thì liên hệ em qua hai số điện thoại trên, có thể là gọi điện này, nhắn tin hoặc là nhắn qua Zalo đều được nhé. Cả hai số đến em báo là hai số chính chủ ạ. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm tiền cước bác. Các bác đặt hàng thì vui lòng thanh toán tiền hàng và tiền cước thì bên vận chuyển giúp em ạ. Đấy, hôm nay thì em về rất là nhiều mặt hàng này cả nhà ơi. Đó, ban ngày em cũng đăng cho cả nhà rất là nhiều mặt hàng nhé. Đó, tối ngày hôm nay em sẽ lên riêng cho mọi người một video riêng về chầm cổ. Hôm nay vừa cập bến thêm một cái lô chầm cổ cực kỳ đẹp và nhiều thân luôn. Đấy, còn sáng nay em vừa cập quay video cho mọi người xem dendro vàng kim cương, hay còn gọi là dendro vàng mắt đen. Dòng này là hàng chơi Tết, hàng khủng luôn. Đợt này nhà em về hàng khủng, lô cuối rồi cả nhà. Đó, về 4-5 lô, lô này là lô cuối rồi nhé. Đấy, bác nào đợt vừa rồi mà chưa đặt được hàng hoặc là đang lăn tăn thì mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Đó, lô cuối của dòng dendro vàng kim cương mắt đen rồi. Đó, cây xanh mơn mởn này, hoàng phi hạc này. Đó, rất là nhiều mặt hàng nhé. Em có quay cho cả nhà xem video buổi đây, có cả nhạn 4N đây này, nhạn 4N 150.000 thôi ạ. Quay video rồi ạ. Mọi người có thể là tham khảo các video trước nhé. Còn video này thì em để riêng cho mọi người là cái chọn các chậu trầm cổ. Đây em để lên riêng cho cả nhà xem này. Để mà nói cái dòng trầm cổ này thì thực sự với mọi người là cái năm đầu tiên em bán trầm cổ ấy, giá thành dòng này cực kỳ đắt, đắt hơn trầm ngọc đỏ rất là nhiều, 350 một thân cơ. Đấy, sau vài năm là họ nhân giống ra nhiều, đợt này em nhập được cái lô này quá là rẻ luôn. Đấy, em sẽ cho người xem hàng chậu nhé. Đây này là chậu năm ngoái, em ghép từ chậu 3 thân, chậu năm ngoái 3 thân của em bán là 350 một chậu 3 thân ấy ạ. Đó, đây ghép từ mấy chậu rồi, cái giò trầm cổ rất là đẹp và nhiều hoa như vậy này. Đó, hoa trầm cổ thì cực kỳ sai, thơm, bền hoa với cả là hoa tím đậm luôn nhá. Đấy, dòng này còn đẹp và sự đáng sưu tầm hơn cả trầm rồng đỏ cơ. Các bác bình thường các bác win trầm rồng đỏ thì giá thành săn thời điểm Tết mọi người săn đón rất là nhiều đúng không ạ? Tuy nhiên cái trầm trầm cổ này nở hoa dịp Tết mà hoa của nó còn bông của nó cực kỳ sai luôn nhá. Hoa tím đậm luôn ạ. Rất là thơm và bền hoa. Đây cho cả nhà xem. Sai bông như vậy này, trầm cổ thân nù mập rất là đẹp luôn nhá. Đợt này em về các chậu hàng vẫn đang đi ngọn rất là đẹp và hàng chậu nào chậu đấy rất là nhiều thân luôn nhá. Chậu ít nhất phải tầm khoảng từ 5 đến 11 thân luôn. Đây, chậu trầm cổ thì em sẽ giới thiệu cho mọi người là từng mã, mọi người đặt hàng mã nào thì mọi người đọc mà cho em mã đó nhá. Đầu tiên là mã B1 này. Mã B1, chậu này cực kỳ nhiều thân, hàng đang đi ngọn rất là đẹp, hàng này. Mọi người nhìn này. Đấy, hàng là lỗi em sẽ báo là lỗi nhé, còn đây là hàng vừa mới về rất là đẹp luôn này. Chậu này hàng ấm chậu rồi. Về mọi người chỉ cần tưới nước thôi. Tết năm nay mọi người được cái giò trầm cổ cực kỳ thơm đẹp này. Đấy, chậu này 11 thân. Giá hôm nay giá bán cho mọi người là 290.000 thôi nhé. 290.000 11 thân. Tính ra là chưa đến 30.000 đồng một thân đâu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây trầm cổ này lá xanh mướt như vậy này. Đấy. Trầm cổ thì lá nó sẽ hơi tròn tròn mà hơi xoăn. Đó. Còn trầm rồng đỏ thì bản lá nó sẽ dài hơn. Tiếp theo là chậu B2. Chậu này có 7 thân thôi, 7 thân cao dài. Đây, 7 thân cao 240.000. 240.000. Trời ơi, giá quá là rẻ. Năm ngoái em bán là chậu chơi Tết 350 chậu 3 thân đấy ạ. Chậu tiếp theo là chậu B3, cũng là 11 thân 290.000. Ôi chậu này phải quá là mê luôn. Đấy, chậu to bác nào mà. Đấy, chậu to này nhìn này. Về cái dòng này mọi người về sang chậu cho em nhé. Sang chậu lớn hơn để cây nó phát triển hơn. Đó, hàng để trong chậu nhỏ như vậy mà người thân các bác nhìn nó sum xuê chưa. Đợt này về cây cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, chậu trầm cổ này, chậu B3 11 thân 290.000. Bác là đặt mã nào thì mọi người đọc thêm đúng mã nhé cả nhà nhé. Đó, B4 9 thân 250.000. B4 9 thân 250.000. Đây, có một cái thân này là thân nó bị lỗi. Đây là nó bị chạm, nó bị lỗi này, cho nên em cũng không tính tiền thân này nhá cả nhà nhá. Không tính tiền thân này, đếm ra là có 9 thân. Đây, chậu này là 250.000. Đây, không tính tiền, các thân nào bị lỗi em không tính tiền đâu. 250.000. Đây, đáng thương tầm chưa ạ? Hoa dòng này thì cực kỳ thơm luôn. B5, 9 thân. B5, 9 thân, 270.000. 9 thân dài, đây, có những thân dài đây. Cả nhà này, thân nó nù mập chưa? Đó,
Các bác cứ chờ để đến Tết mua giá thành nó sẽ cao hơn nhiều lô này, chắc là phải tầm em bán 1-2 lô trầm cổ. Chứ còn nhà vườn họ cũng xuân, họ cũng để dành để gần Tết đấy, bởi vì dòng này nó hoa dịp Tết nên là rất là cháy hàng luôn ạ. Chậu B6 7 thân 260.000. Đây, rất là mập đẹp nhá, hàng đi ngọn. 7 thân 260.000. Đây, mê ly chưa? Các bác nhìn chậu. Mọi người nhận trầm cổ, mọi người cho em xin feedback nhé. Và thời điểm Tết dòng này ra hoa thì mọi người chụp ảnh cho em xin ảnh nha. Đó, B7 7 thân 250.000. B7 7 thân. Hàng cực kỳ ấm chậu rồi cả nhà ơi. Hàng này nhà vườn họ còn cẩn thận hơn mình là cho thêm ít phân tân chậm của Nhật vào nữa. Đấy, nhà vườn chăm bón rất là cẩn thận cho mình luôn nhé. B7 7 thân 250.000 này. B8 8 thân 260.000. 8 thân 260.000. Đây, em nhiều cậu em phải bó vào này, em phải bó vào bởi vì nó sum xê quá ấy, để ra ngoài vận chuyển nó sẽ khó. Đây cầm nó sẽ hơi khó sum xê. Đây. B8 6 thân 2 8 thân. B8 8 thân 260.000. B9 10 thân 270.000. 10 thân cao đều khá là đều nhau đẹp này. Đây, thân năm ngoái, thân là năm ngoái là hàng ươm kỳ 100% đảm bảo mật hoa cho cả nhà luôn. Đó, trầm cổ nhá. Hoa được hương thơm. Bền hoa nữa, dòng B9 10 thân 270.000. B10 6 thân. B10 6 thân. Em đếm là 6 thân dài lửng lửng ấy nhá, còn các mầm như này, nhiều mầm này 1 2 3 này. 4 5 6, 5 mầm, 5 mầm nhỏ nhỏ em không tính đâu nhá. Chậu này là 2 6 thân, 6 thân chung nhỡ này. Cháu sân to cao và có rất là nhiều mầm ở dưới. Là 250.000 nhá. Chậu là chậu B10. Đây. Chậu B10 250.000. Đó. B11. B11 11 thân. B11 B11 7 thân. B11 7 thân. Đây, thân này thì có cái thân hai thân này lỗi không tính tiền. Nói chung là bán mà cho về mọi người ươm kỳ. Đây có em tính được 7 thân lớn này thôi. 260.000. 7 thân cao to đẹp này 260.000. B12 8 thân 250.000. 8 thân 250.000 B12. Đây cho cả nhà xem này. Để cái độ to của chậu của nó. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha. B12 250.000 này. Đấy sum xuê như vậy cơ mà. Đấy nhìn xanh mướt rất là đẹp nhá. B13 7 thân 250.000. Đây. 7 thân này đều nhau nhá. Đều nhau thân mập chưa ạ? Đó. Cực kỳ dễ chăm luôn, về hàng thuần về mọi người chỉ cần chưa treo thôi. Đấy quá phù hợp thời điểm bây giờ luôn rồi. Đó, B13 7 thân 250.000, chậu này cực kỳ đẹp này. B14 10 9 thân, B14 9 thân 250.000. Đây, 9 thân rất là nhiều mầm. B14. Đây, đều nhau, nhiều thân cho cả nhà nha. B15 7 thân. 7 thân và có hai thân lỗi đây. Nó bị chạm một tí, nó vận chuyển nó bị chạm một tí cho nên em cũng không tính tiền. Vận chuyển nó bị chạm. Chứ về đây cái những kẻ là chuột ăn cái này thì để về không để ý ấy. Thế là nhà phải nuôi mèo. Nhà phải nuôi nhiều mèo đấy ạ. Đây chậu này là 7 thân 190.000, chậu này bị lỗi. Bác là muốn sưu tầm lấy dòng họ này này. Còn các thân còn lại rất là đẹp nhá. Đây là những cái thân nào bị lỗi em báo cho cả nhà luôn. Đây nó không phải đấy, về mọi người vẫn chơi hoa được bình thường và vẫn lên kỳ bình thường. Nó chỉ là bị táp cái đầu ngọn này này. Đấy. Chậu này là B15 190.000. Đó, 15 mã trầm cổ rất là đẹp nhá. Tiếp theo là 5 cánh trắng Phú Thọ này, 5 cánh trắng Phú Thọ 50.000 đồng một kỳ nhỏ. 50.000 đồng ghi, ví dụ chậu này là 150 này. 5 cánh trắng Phú Thọ bảo hành mặt hoa luôn cho cả nhà nhé. Hàng này hàng ươm kỳ chuẩn rừng và bảo hành mặt hoa luôn nha. Đó, còn thân dài thì là 180.000 đồng một một ghi này. 180.000 đồng một ghi, chậu này còn 5 chậu thôi. Còn 5 chậu. Còn đây là 50.000 đồng một ghi nhỏ. Đấy, bác nào lấy chậu nào. Cả hai loại đều là hàng ươm kỳ chuẩn mặt hoa cả nhà nhé. Bảo hành mặt hoa luôn cho cả nhà. Hàng chuẩn giống nhá, 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy, đợt này xuống giá nhiều chưa? Còn đây là các cây nhạn 4N này, nhạn 4N lá xếp rất là đẹp luôn, bản lá cũng khá là to đẹp này cả nhà ơi. Chậu này đợt này em về bán chỉ có 150.000 thôi nhá. Tuy giá thành nó
Tuy giá thành nhà vườn nó tăng giá lên rồi và bên vận chuyển cũng tăng giá, nhưng mà em Nhung vẫn bán cho cả nhà với giá là 150.000 thôi nha, 150.000 thôi ạ. Đấy, thị trường nó đang bán cho cả nhà là 180.000 đó. 180.000 rồi. Đấy, bán cho cả nhà vẫn 150.000, giá vẫn giữ giá như mọi phiên, không hề tăng giá một chút nào. Em bán nhạn phải giá 4 5 lô lại 4 4 5 phiên 4 5 phiên đợt này rồi đúng không ạ? Đấy. Các bác muốn lấy cây đó như nào thì mọi người cứ rút đặt hàng ấy, mọi người cứ nhắn, cứ báo với nhân viên nhé. Đấy, bản lá cụp đây, đây những bản lá cụp này, bản lá xòe xếp này. Đó, 150.000 đồng một cây thôi, nhạn 4N nhé, bản lá rất là to đẹp này. Ngoài ra thì nhà em cũng cung cấp và bán cái chế phẩm phân thuốc dành cho hoa lan. Các bác đặt hàng có thể là kèm cùng hoặc là các bác muốn tư vấn gì về phân thuốc ấy, mọi người có thể là alo cho em nhé. Đấy ạ, rất là nhiều mặt hàng luôn, phân thuốc đặt kèm. Đó. Đây video buổi tối ngày hôm nay thì em quay riêng cho cả nhà xem là cái chậu trầm cổ nhé. Còn các bác muốn xem các dòng mặt hàng khác thì mọi người cứ bấm vào kênh của em và các video thứ hai, thứ ba ấy. Đó, một ngày em lên rất là nhiều video, cập bến rất là nhiều mặt hàng ấy ạ. Đó, em chia nhỏ ra chậu trầm cổ như vậy là cho mọi người dễ đặt hàng hơn, đẹp. Đợt này về trầm cổ cực kỳ đẹp luôn. Chợ là chỗ đấy hàng xanh mướt rất là đẹp nhá. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393 9988 thứ 95 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377 ạ. Đấy, em xin chào toàn thể cả nhà và các bạn.